Katie Beers, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1982. Katie sống với mẹ là bà Marilyn và anh trai cùng cha khác mẹ tên là John ở Long Island, New York. Marilyn không biết cha của Katie là ai vì cô bé là kết quả của cuộc tình một đêm. Marilyn có nhiều vấn đề về tâm lý và không phải là một người mẹ tốt. Bà ta không chăm sóc Katie mà thường xuyên bỏ mặc và ngược đãi cô bé. Cuối cùng, mẹ đỡ đầu của Katie là Linda và chồng bà ta là Sal nhận nuôi Katie khi cô bé chỉ mới vài tuổi. Nhưng Katie là một cô bé bất hạnh. Linda nhận nuôi cô bé không phải vì bà ta quan tâm hay yêu thương gì cô, mà chỉ vì bà ta muốn có một người giúp việc không lương. Năm 1992, khi Katie gần được 10 tuổi, cô bé đã thành thạo việc giặt giũ, lau dọn phòng tắm, nấu ăn cho Linda và chồng bà ta. Linda thường xuyên mắng chửi, đánh đập và bắt Katie làm việc, nhưng Katie không sợ bà ta. Con quỷ thực sự trong ngôi nhà chính là Sal, chồng của Linda. Từ khi Katie 2 tuổi, cô bé đã bị tên ác quỷ lạm dụng tình dục. Khi Katie được 7 tuổi, cô bé đã lấy hết dũng cảm để nói ra sự thật với Linda, mong rằng bà ta sẽ cứu cô bé khỏi người chú bệnh hoạn. Nhưng thay vì giúp đỡ và bảo vệ cô bé, bà ta lại càng chửi mắng Katie thậm tệ và nói rằng cô bé chỉ bịa chuyện vu khống chồng bà ta. Katie không được đi học và sống hoàn toàn cô lập. Người bạn duy nhất mà Katie có là John Esposito, một người đàn ông lớn tuổi, bạn của Linda. Katie cảm thấy trên đời này chỉ có mình John là quan tâm và yêu thương cô bé. John thường được những đứa trẻ trong vùng gọi là Big John hay anh hai John vì John là thành viên của tổ chức Big Brothers, Big Sisters. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, trong đó các thành viên tình nguyện tham gia được ghép đôi với trẻ em để hỗ trợ việc phát triển tài năng và sự tự tin ở trẻ. John thường hay mua quà và đồ chơi cho Katie và anh trai của cô bé. Katie không có bất cứ người bạn cùng tuổi nào nên điều khiến cô bé hạnh phúc nhất là khi cô bé được chơi cùng John. John là người duy nhất mà Katie yêu thương và tin tưởng như một người bạn, một người cha. Cuộc sống của Katie tưởng như không thể nào tệ hơn cho đến ngày 28 tháng 12 năm 1992, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 10 của cô bé. Katie đã bị bắt cóc. Vào ngày hôm đó, John hứa là sẽ dắt cô bé đi Spaceplex, một khu vui chơi yêu thích của tất cả trẻ em ở trong vùng. Spaceplex, khu vui chơi cho gia đình. Bước vào đây, bạn sẽ bước vào một thế giới đầy vui vẻ và thích thú. Katie vô cùng háo hức, cô bé đã đếm ngược từng ngày mong chờ. Thế nhưng, ngày hôm đó đã sớm trở thành một cơn ác mộng. Linda đang ở nhà thì bà ta nhận được một cuộc điện thoại. Linda gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức đến Spaceplex và phong tỏa khu vui chơi. Họ dồn mọi lực lượng để tìm kiếm Katie ở đó, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô bé. Linda nộp lại đoạn băng ghi âm cuộc gọi ám ảnh mà bà ta nhận được. Sau khi nghiên cứu đoạn băng ghi âm, cảnh sát trở nên nghi ngờ liệu đây có thực sự là một vụ bắt cóc hay không vì đoạn băng có nhiều điểm đáng ngờ. Tại sao một đứa trẻ 9 tuổi lại biết dùng từ bắt cóc? Làm thế nào mà một đứa bé có thể bỏ trốn kẻ bắt cóc và biết dùng điện thoại để gọi về nhà? Nhưng cảnh sát tạm gác lại các nghi vấn này qua một bên vì ưu tiên hàng đầu của họ lúc này là phải nhanh chóng tìm được Katie. Từng giờ trôi qua, khả năng sống sót của cô bé sẽ càng giảm xuống. Cảnh sát đã gửi đoạn băng ghi âm cho FBI để phân tích. Kết quả cho thấy cuộc gọi của Katie đến từ một bốt điện thoại công cộng ở trước khu vui chơi. Katie đã cố gọi cho Linda 19 lần trước khi cô bé quyết định để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của bà ta. Điều này thật kỳ lạ vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Katie ở khu vui chơi và không một ai ở khu vui chơi nhìn thấy Katie vào ngày hôm đó. Thế rồi, cảnh sát nhận được kết quả phân tích âm thanh của cuộc gọi. Thực ra, Katie chưa từng đến bốt điện thoại nào cả. Cuộc gọi đó đã được thu âm sẵn. Ai đó đã ép cô bé ghi âm đoạn băng để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Marilyn, mẹ của Katie, tin rằng Linda và Sal đứng đằng sau vụ bắt cóc Katie. Thế nhưng, cả hai người này đều có những chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Sau khi loại trừ nhiều kẻ tình nghi, đối tượng đáng nghi số 1 của cảnh sát lúc này là John Esposito. John khai là anh ta đã dẫn Katie đến khu vui chơi và để cho cô bé đi đổi tiền xu chơi game một mình trong khi anh ta đi vệ sinh. Nhưng khi anh ta quay lại thì Katie đã biến mất. Lời khai của John có nhiều điểm đáng nghi,
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ anh ta. Dù vậy, cảnh sát xin lệnh khám nhà John. Họ đã kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng nào liên kết John với vụ bắt cóc. Thế nhưng, khi cảnh sát điều tra hồ sơ lý lịch của John, họ phát hiện ra một sự thật đen tối về anh ta. John chưa bao giờ là thành viên của tổ chức Big Brother, Big Sister như anh ta huênh hoang. Thực chất, John đã từng bị kết án vì bắt cóc một đứa trẻ 7 tuổi từ 15 năm trước đó, nên anh ta không được nhận vào tổ chức. Dù cảnh sát không có bằng chứng buộc tội John, họ tăng cường theo dõi, nhất cử nhất động của anh ta. Tin tức này cũng thu hút được sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Phóng viên luôn trầu trực ở bên ngoài căn nhà của John để xăm tin. Họ thậm chí còn dựng lều ở đó để chụp được tin nóng. Và cảnh sát đã đúng. John chính là kẻ đã bắt cóc Katie. Cô bé đã luôn ở ngay cạnh các nhân viên điều tra mà họ không hề hay biết. Ngày 28 tháng 12, John đón Katie, nhưng thay vì dẫn cô bé đến khu vui chơi, anh ta đã chở cô bé về nhà mình. Ban đầu, John để cho Katie chơi điện tử ở trong phòng ngủ của hắn. Sau đó, hắn đột nhiên bế xốc cô bé lên và bước vào phòng làm việc. Trong căn phòng này có một kệ sách. Hắn kéo kệ sách ra, để lộ một căn phòng bí mật. Trên sàn nhà là một cánh cửa bẫy bằng bê tông. Dưới cánh cửa này là một đường hầm. Đường hầm này rõ ràng đã được xây dựng và thiết kế vô cùng tỉ mỉ bởi bàn tay của một thiên tài. Katie bị ép phải bỏ qua đường hầm để đến một căn phòng cách âm có kích thước vừa bằng một chiếc quan tài. Khi bước vào căn phòng, Katie nhìn thấy một cái nệm bẩn thỉu, dây xích, tivi và toilet. John quấn dây xích quanh cổ Katie rồi khóa lại. Hắn lạnh lùng nhìn Katie và nói, từ nay đây sẽ là nhà của cô bé. Katie đã trải qua quá nhiều đau khổ và ngược đãi, cho nên cô bé vẫn đủ bình tĩnh để suy xét mọi chuyện thay vì sụp đổ và sợ hãi. Cô bé nhìn quanh để tìm một vũ khí nào đó mà cô bé có thể dùng để tự vệ. Nhưng trước khi cô bé tìm được bất cứ thứ gì, Katie nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Và đó là lần đầu tiên tên ác nhân cưỡng hiếp cô bé. Trong căn hầm có một chiếc tivi nhỏ và Katie có thể xem tin tức về vụ mất tích của chính mình. Cô bé nghe các thành viên trong gia đình cầu xin mọi người giúp đỡ. Katie nói rằng cô cảm thấy thật kinh tởm khi Sal, người đàn ông lạm dụng cô trong nhiều năm, lên truyền hình nói là ông ta lo lắng cho cô và mong cô sớm quay về. Vài ngày sau, John năn nỉ Katie nằm im giả chết để cho ông ta chụp hình cô bé. John cho rằng nếu mọi người tin là Katie đã chết thì cảnh sát sẽ từ bỏ việc tìm kiếm cô bé. Thế nhưng, Katie thông minh, kiên quyết không chịu nghe theo. Katie biết rằng điều đó sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết cho mọi hy vọng của cô bé. Katie đã không chịu ăn trong nhiều ngày sau đó vì cô bé sợ John sẽ bỏ thuốc mê vào thức ăn để thực hiện mưu đồ của hắn ta. Càng ngày, John càng suy sụp vì hắn ta luôn bị cảnh sát và phóng viên theo dõi và bám đuôi. John thừa nhận là hắn ta đang vô cùng khủng hoảng và đang nghĩ đến việc kết liễu đời mình hoặc chạy trốn. Katie biết nếu điều đó xảy ra, chắc chắn cô bé sẽ chết. Katie quyết định tấn công tinh thần hắn ta. Katie không ngừng cằn nhằn và đặt câu hỏi. Katie cũng thường xuyên phàn nàn là cô bé không được khỏe và bị đau khắp người. Áp lực ngày càng tăng và John cuối cùng đã bị gục ngã. Ngày 13 tháng 1 năm 1993, 17 ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra, John đã quyết định đầu thú. Tôi biết Kathy ở đâu, hắn nói trước sự sững sờ của cảnh sát. John dẫn cảnh sát đi qua từng bước để đến được căn hầm tối. Căn hầm được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Nếu John không tự thú, có lẽ cảnh sát sẽ không bao giờ có thể tìm được nó. Cảnh sát phải đi qua một quá trình hơn 30 bước khác nhau để đến được chiếc quan tài giam giữ Katie. Đầu tiên, John kéo một cái giá sách ra để lộ một căn phòng bí mật. Trên nền nhà là một tấm thảm nhựa. Dưới tấm thảm đó là một khối bê tông nặng 100 kg. Anh ta phải vào gara để lấy một cái móc, rồi dùng cái móc đó móc lên trần nhà để nâng tảng bê tông lên. Dưới tảng bê tông là một cái hố sâu hơn 2 mét dưới lòng đất. Khi nhảy xuống cái hố này, họ thấy một đường hầm chật chội. Sau khi bò qua đường hầm này, họ mới tới được căn phòng bị khóa, nơi Katie bị giam giữ. Căn phòng cao khoảng 2 mét, rộng 1,8 mét, được thiết kế như một chiếc quan tài có khóa. Trong căn hầm, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc máy và đoạn băng ghi âm mà John dùng để ép Katie ghi âm lại cuộc điện thoại với Linda. John đã lên kế hoạch bắt cóc Katie trong nhiều năm trời. Katie nói rằng cô bé đã từng xuống đây chơi khi John xây dựng nó từ vài năm trước. Rõ ràng căn hầm được thiết kế đặc biệt để bắt cóc Katie.
Cảnh sát lập tức giải cứu Katie. Một trong những sĩ quan cảnh sát nói rằng, sau khi được giải cứu, Katie vô cùng vui vẻ, sôi nổi và lạc quan, như thể cô bé vừa đi xem phim về. Và từ lúc đó, ông biết Katie sẽ vượt qua được chuyện này. Ngày 27 tháng 7 năm 1994, John bị kết án tù chung thân và có thể xin ân xá sau 15 năm. Hắn ta bị chết trong tù vào tháng 9 năm 2013, sau khi ngồi tù gần 20 năm. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã phát hiện ra tất cả sự lạm dụng và ngược đãi mà Katie phải chịu đựng dưới bàn tay ác độc của những người chăm sóc cô bé. Sal, chồng của Linda, cũng bị buộc tội lạm dụng tình dục và bị kết án 12 năm tù. Hắn chết trong tù vào năm 2009. Katie được chuyển đến sống ở một trung tâm bảo trợ trẻ em. Katie nói rằng, bị bắt cóc là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với cô, vì nhờ đó mà cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới, tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Cô bé nhanh chóng được một gia đình tử tế nhận nuôi. Họ cho Katie một mái ấm và tình yêu thương mà cô bé chưa bao giờ được nhận trước đó. Katie quả là một cô bé mạnh mẽ, với nghị lực sống đáng ngưỡng mộ. Katie đã không để những nỗi đau trong quá khứ đeo bám và làm cô gục ngã. Thay vào đó, cô tập trung nhìn vào những điều tích cực, nuôi dưỡng lòng biết ơn và tình yêu thương vô điều kiện. Cho đến nay, Katie là một người phụ nữ hạnh phúc và thành đạt. Cô có một người chồng và hai đứa con tuyệt vời. Năm 2013, Katie xuất bản quyển sách Buried Memories, ký ức chôn giấu. Cô tích cực làm việc với trung tâm hỗ trợ trẻ em bị mất tích và bóc lột. Katie muốn nạn nhân của nạn bạo hành biết rằng họ luôn mạnh mẽ hơn nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Câu chuyện của Katie như lời nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ để những tổn thương trong quá khứ ngăn cản chúng ta trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình trong tương lai.